Hello, chào mừng quý chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh ô tô miền Nam nha. Thì hôm nay Hảo sẽ xin giới thiệu cho quý chị về cái dòng sản phẩm xe tải Hyundai 1.9 hoặc là 2.4 đến từ thương hiệu Hyundai nhập khẩu 3 cục từ Hàn Quốc nha quý chị. Đó. Thì bên tay phải của Hảo đây là cái con Hyundai New Mighty N250, thùng dài lọt lòng là 3.6. Năm sản xuất là 2021 luôn nha quý chị, phiên bản 2021 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó. Còn bên tay trái của Hảo đây là cái dòng Hyundai New Mighty N250 SL. Thì cái dòng SL này thì cái thùng chiều dài lọt lòng nó sẽ là lên tới 4.3 lần nha quý anh chị. Thì nó sẽ thay đổi cái chiều dài chassis, thay đổi chiều dài trục cơ sở, cũng như là cái thước thùng nó sẽ dài hơn, lên đến 4.3, mình có thể là chở hàng hóa nhiều hơn. Đó. Tải trọng con này hiện tại là ra phía 1.9 nếu mà quý anh chị mình đi trong những cung đường thành phố đô thị đó, và mình có thể là đi ngoài thành phố đô thị chở nhiều hàng hơn thì mình có thể là lấy mức tải là 2.4 nha quý anh chị. Đó, hai cái dòng sản phẩm này đang có sẵn giao ngay luôn đó. Nếu mà quý anh chị mình có nhu cầu sử dụng dòng xe tải Hyundai thì liên hệ trực tiếp qua cho Hảo nha. Đó rồi, thì hôm nay xe đang có hai màu đầy đủ cho quý anh chị mình lựa chọn luôn. Thứ nhất là màu trắng. Đây, màu trắng của Hyundai đây. Này, trắng ngọc trinh nha, rất là đẹp. Và cái màu thứ hai nếu mà quý anh chị mình, đó là màu xanh. Đây, xanh dương, rất là đẹp luôn nha. Rồi, ok. Thì bây giờ Hảo sẽ giới thiệu chi tiết quý anh chị về cái dòng xe New Mighty N250 cũng như là 250SL thùng dài hơn nha quý anh chị. Đó. Nhìn về tổng thể đầu cabin thì cái dòng Hyundai N250 cũng như N250SL thì là thiết kế hoàn toàn giống nhau luôn nha quý anh chị. Này, cũng là gương hai bên. Đây, gương Hyundai nè, bầu tròn rất là đẹp nha. Rồi, xe thì có thiết kế là logo Hyundai nè, đặt ở giữa trọng tâm xe nè. Đây, chính giữa nha, logo Hyundai mà chrome rất là đẹp luôn. Xe thì sử dụng cái hệ thống đèn halogen tích hợp xi nhan báo rẽ luôn nè. Đó, bên đây là có cái đèn cảnh báo xe máy phía sau này nha quý anh chị. Đó, cảnh báo nha. Rồi, xe thì cũng được trang bị hệ thống đèn gầm. Đèn gầm này đèn vàng nha, phá xương nha quý anh chị. Mình có thể là đi những cung đường như là Đà Lạt nè, những cung đường ở vùng cao như Tây Nguyên nè, thì thời tiết sương mù á, thì mình có thể là bật cái đèn gầm này lên, nó phá xương và nó tăng cường cái độ sáng vào ban đêm nha. Rồi ok, hai xe như nhau nha quý anh chị. Nó khác cái là quý vị có nhìn thấy nè, đây. Đối với cái dòng N250 là thùng dài lên đến là 4.3 lần, thằng này chỉ có 3.6 thôi nha. Đó, khác nha quý anh chị. Nó dài hơn khoảng một đoạn. Đây. 4.3 với 3.6 thì nó dài hơn tầm khoảng là 70 cm. Đó. Tăng cái chiều dài lọt lòng thùng thì nó sẽ tăng cái diện tích mình chở hàng nó được nhiều hơn. Đó. Thì cái dòng này hiện tại là nếu mà quý anh chị mình chở hàng cồng kềnh thì mình có thể lấy cái dòng là 4.3, còn nếu mà mình chở hàng mà mình cần nhỏ gọn, tải cao thì mình lấy cái dòng 3.6 nha quý anh chị. Đó. Hai xe này đều trang bị thông số lớp như nhau luôn. Lớp sau là lớp đây, thông số lớp đây, lớp 5.5R13 nha quý anh chị. R cái vành này là 13 nha, lớp là lớp 5.5 đó. Bên đây cũng là 5.5R13, sử dụng thông số lớp là như nhau nha. Thì cái lớp trước nó sẽ khác hơn một xíu, lớp trước nó sẽ lớn hơn nha. Lớp trước là lớp Maxxis và cái thông số lớp của nó hiện thị là lớp 6.5R16 nha quý anh chị. R này nó sẽ lớn hơn, cái vành nó sẽ lớn hơn nha, R16, 6.5R16. Và cái dòng thùng ngắn đó vẫn là 6.5R16 luôn. Đó. Quý anh chị thấy không? Hai xe sử dụng thông số lớp giống nhau. Đầu cabin giống nhau, nó chỉ khác đi cái chiều dài thôi. Đó. Tiếp theo thì xe này thì được trang bị cái động cơ. Đây. Hảo sẽ mở động cơ cho quý anh chị mình xem nha. Đây, hai cái dòng xe này đều trang bị chung cái khối động cơ là D4CB. Này, công suất sản sinh là 130 mã lực nha quý anh chị. Xe này có thể tích xi lăng là 2.497cc. Đó, máy dầu 4 xi lăng thẳng hàng. Đó, 100 cây nó quý anh chị mình chạy thì tầm khoảng từ 7 cho đến 8 lít dầu thôi nha. Nó chạy cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Nhưng mà được cái là Hyundai rất là mạnh nha quý anh chị. Dòng Hyundai xưa giờ rồi, máy mạnh. Đó. Hồi xưa thì dòng ga cơ thì quý anh chị mình
hay nói là Hyundai ăn dầu, hao dầu. Nhưng mà sang cái dòng ga điện từ 2018 thì nó đã sử dụng hệ thống phun dầu đó, nên là nó tiết chế được cái phần mà nhiên liệu nha quý anh chị, rất là ok luôn, phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Rồi, thì bây giờ Hảo đang có mặt trong cái fan cabin của con Hyundai N250SL nha quý anh chị. Đó, thì đầu tiên thì bây giờ Hảo sẽ khởi động cái động cơ lên để mở cái máy lạnh nha. Quý anh chị nên lưu ý nha, đối với dòng xe tải Hyundai thì trước khi chúng ta khởi động thì chúng ta nên đạp con nha quý anh chị, đạp con. Tại vì Hyundai nó có một cái tính năng an toàn là chúng ta không đạp con thì chúng ta không có nào khởi động được đâu. Đó, rồi mở máy lạnh lên nè. Thì quý anh chị thấy thì đây là cái dàn lạnh của Hyundai nha quý anh chị. Này, 1, 2, 3, 4, đây là cái cấp số của cái quạt gió nha. Còn đây là chúng ta có thể điều chỉnh hướng gió nè. Này, điều chỉnh hướng gió nha quý anh chị. Đó, rồi. Còn công tắc này là chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ bên trong nè, nè lạnh nè, hoặc là chúng ta có thể chuyển qua chế độ nóng nha, sưởi nha và mùa đông. Đây là dàn lạnh hai chiều nha quý anh chị. Có thể là lấy gió trong nè, gió ngoài nè, này gió trong nè. Đó, radio FM có cổng USB đầy đủ nha quý anh chị. Đó. Rồi, phía dưới thì đây là cái công tắc hình này, nghĩa là công tắc máy lạnh nha, công tắc của dàn lạnh nha, hoặc tắt cái dàn lạnh đi nè. Đó, đây là công tắc đèn gầm nha quý anh chị, cái đèn gầm mà cái đèn vàng vàng hồi nãy khi nãy á. Đó. Đây. Còn đây là ưu tiên cảnh báo. Đó. Đó. Rồi. Xe sử dụng cái vô lăng hai chấu này. Xe có trợ lực lái luôn nha quý anh chị. Nè, đánh lái rất là nhẹ luôn. Đó. Đối với cái dòng xe Hyundai, đặc biệt hơn là cái hệ thống phanh, quý anh chị thấy nè. Thang phanh là phanh dầu có trợ lực hơi nha. Nè. Phanh dầu trợ lực hơi nha quý anh chị. Đó. Rất là êm luôn. Bên đây, bên tay trái của bác tài thì chúng ta có công tắc năng hạ kính nè. Này, năng hạ kính bằng điện nha quý anh chị. Nè, lóc cửa nè. Đó. Rồi. Đèn xe thì bên đây, nằm bên tay trái của bác tài luôn, là công tắc tắt mở đèn xe nè. Này. Đó. Đảo pha nè. Đó. Đối với Hyundai thì cái cần gạt mưa thì nó sẽ nằm bên tay phải bác tài nha. Này. Inter nè, Inter là ngắt quãng nha quý anh chị, nó sẽ điều chỉnh thời gian là chúng ta thì điều chỉnh thời gian ngắn hoặc dài nè. Đó, bơm nước nè. Đó, bơm nước rửa kính nè. Rồi ok. Lô là chậm nè, hai là nhanh nha. Đó. Chúng ta có thể điều chỉnh được cái thời gian đó. Đây, còn đây rửa kính nè. Đó. Rồi. Thì cái bệ thắng tay thì làm cũng rất là dễ luôn. Kéo rất là nhẹ nha quý anh chị. Đó, xe Hyundai nhập 3 cục nha. Hàng 3 cục thì nó sẽ chất lượng nó sẽ ok hơn nha quý anh chị. Đó. Về cái tay số thì đặc biệt đối với cái dòng này là xe sử dụng hộp số là 6 số tiến nè, 6 tiến một lùi nha, hộp số 6 cấp nha quý anh chị. Và khi mà đặc biệt là khi mà chúng ta mà vô số lùi thì ở đây nó có cái gù nha. Này đặt con vô số lùi nè. Ở đây nó có cái gù nha quý anh chị. Như xe du lịch của Hyundai có cái gù bóp lên. Về vị trí số 1 nè, bây giờ Hảo sẽ vô số lùi cho quý anh chị xem nè. Vào vị trí số 1 nè, này đẩy lên là nó sẽ cài vô số lùi nha quý anh chị. Còn nếu chúng ta không có kéo cái gù lên này thì nó sẽ vào vị trí là số 1, còn chúng ta kéo cái gù lên thì nó sẽ vào vị trí số lùi nha. Đó. Rồi ok, số rất đẹp luôn. Xe được trang bị cái bộ ghế này. Này, ghế này là đã bọc da nha quý anh chị, đã bọc da từ nhà máy nha. Nên là đối với xe tải thì ít có dòng xe nào mà bọc da được như là con Hyundai N250 lắm. Này, ghế bọc da nè. Ngồi rất là êm, rất là sạch luôn. Trần trên thì cũng được bọc da luôn rồi nha, rất là đẹp. Làm hai tấm chắn nắng luôn nè. Đối với phiên bản mà 2021 thì chúng ta được hai tấm chắn nắng hai bên luôn nha. Đây, chắn nắng hai bên nè, hai tấm luôn nha. Còn đối với cái dòng mà 2019, 2018 thì ở bên ghế của bên lơ thì chúng ta bị cắt đi cái tấm chắn nắng này nha quý anh chị, nó không có nha. Nhưng mà phiên bản 2021 thì nó có thêm cái tấm chắn nắng bên đây luôn. Đó. Đèn trong cabin nè, đèn trần nè. Rồi, thì hồi nãy giờ Hảo cũng đã giới thiệu quý anh chị về hai dòng sản phẩm xe tải Hyundai N250 thùng dài lọt lòng là 3m6 và cái dòng thứ hai là N250SL thùng dài lọt lòng là 4m3. Thì quý anh chị nào mình có nhu cầu mình sử dụng dòng xe tải 1 tấn 9 2 tấn 4 đến từ thương hiệu Hyundai thì liên hệ trực tiếp qua cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300. Thì Hảo cũng xin cảm ơn quý anh chị mình hồi nãy giờ đã theo dõi hết video clip này. Nếu mà quý anh chị mình thấy hay thì nhớ cho Hảo xin một like và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt nha.